Xin chào các bạn. Chúng ta lại đoàn của chúng ta đang vẫn đang quanh quẩn ở Thái Bình để xử lý cho những gia đình ở Thái Bình. Thái Bình cũng như Hải Phòng, Nam Định, nói chung đa số các tỉnh chúng ta cứ đều phải quay đi quay lại vì rất nhiều những gia đình bị thần tác động. Tôi xin nhắc lại điều này để cho mọi người, nhất là Antifan, đỡ comment những cái câu đó là nhà nào cũng thần, nhà nào cũng thần. Vì đây là cái mảng chúng ta đang giải quyết để cho âm phần nó mới sạch sẽ. Vì thần còn ở trên đất cho nên nó tác động rất mạnh mẽ đến các gia đình và gây ra những cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Và giai đoạn này là giai đoạn các gia đình có thần khi xem clip cho nên đều nhắn tin và nhờ đoàn của chúng ta đến giải quyết. Cho nên các clip của chúng ta đều liên quan đến thần. Các bạn hiểu không ạ? Và bây giờ thì chúng ta chuẩn bị đến một gia đình ở Vũ Thư, Thái Bình. Tôi xin đọc những cái tin nhắn người ta nhắn cho đoàn chúng ta. Sau đó lát nữa chúng ta sẽ đến để giải quyết, để các bạn biết được rằng gia cảnh nhà người ta, những cái nhà người ta gặp là như thế nào. Thầy ơi, khi con nhắn tin nhờ thầy đêm đến, con có một người nam đen, nam đen xì, tóc xù như cái nơm che kín mặt, chặn đường không cho con đi. Và một điều con muốn nói với thầy là từ khi, cứ khi nào chồng con vắng nhà là con bị ốm đi viện. Con rất thay được báo qua giấc mơ, còn ông nội chồng con tự nhiên bị điên rồi mất khi mới 30 tuổi. Bà nội cũng mất khi chưa đầy 30 tuổi. Mẹ chồng con cũng mất khi 49 tuổi. Bố chồng mất khi bước sang tuổi 54, tức là toàn những người chết trẻ thôi. Và toàn đột tử. Bây giờ anh chồng thì đột quỵ, mất nhà cửa. Chị dâu thì đè đóm vỡ nợ. Rất mong thầy đến giúp gia đình con. Tin nhắn tiếp theo. Một chi tiết nữa là cụ nội con thắt cổ trong nhà năm gian. Sau này con về làm dâu cũng mấy lần muốn vào đó thắt cổ, nhưng chồng con biết và ngăn chặn lại. Anh chồng, em chồng mãi mới lấy được vợ, được chồng. Vì người ta sợ nhà toàn người chết non, lấy rồi cũng chẳng ra gì. Chị dâu quậy phá, em rể, trai gái rồi chết thảm. Chồng con đang công tác trong quân đội thì bỏ về. Xung quanh nhiều người không dám sang đất nhà con vì họ thấy có nhiều chuyện. Khi có người xin hạ cây thị cổ thụ trong vườn cụ nội, có nói có bóng trắng bay về cây nhãn. Rất nhiều điều bất thường, mong thầy qua xử lý giúp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến đấy xem mọi sự như thế nào và bắt cái thần ở đây để tránh sự tác động đến những người còn sống. Mời các bạn. Cái mắt nó hơi lạ luôn, cái mắt con chó nó nhìn hơi lạ, em cứ quay mắt con chó đi. Đây này, nhìn đây nó không phải là bị bình thường đâu ạ. Nó bắt rất là nhiều rắn hổ mang thế. Thế à? Nó bắt rất nhiều rắn hổ mang ở cái đất này. Vàng rất to thì nó bị như thế này. Sau một lần bắt con rắn hổ mang. Cái mắt con chó nhìn nó đã thấy lạ rồi đây này. Em quay mắt con chó vừa. Nhìn rất lạ luôn. Đây kìa. Đây kìa. Đây đây em nhìn thấy chưa? Cái mắt nó chưa. Mắt nó lồi lên. Đấy, nhìn sợ chưa? Đấy nhìn cái mắt con. Nhìn rất là sợ. Đấy mắt bên trái bên phải của nó. Rồi. Vâng. Nhà này là nhà cũ cổ đấy chị ạ. Vâng. Đẹp thế nhỉ nhà này. Vâng. Nhà này đẹp quá nhỉ. Vâng, cái này thì trước là khung nó như thế này. Nhưng mà là bom B52 nó đánh mất cái cục cái củng này. Vâng. Nhà con là làm thế cái nhà mà cái trước kia là sọc kia. Cái nhà năm gian cổ ngày xưa là song song với cái sân này này đây. Nó quay mặt về đây. Quay về đây. Thế là cái năm gian cổ bây giờ là bỏ đi rồi. Vâng, lên rồi kia là lâu rồi. Lâu chứ cái nhà mà chị bảo là cụ mà vào đó thất cổ là dưới ở đấy. Cái nhà ở dưới. Và chứ vấn đề nó nằm ở ngoài này. Trước đây là cụ là địa chủ chứ ạ. Cụ là cụ làm chánh tổng. Chánh tổng, chánh tổng cơ. Vâng. Cái ngói này là ngói ngày xưa đi chứ. Ngói vẫn nguyên như thế. Vâng. Đây là nhà tôn tạo lại. Tôn tạo nhưng vẫn lấy ngói cũ. Chứ kia là Pháp nó làm vỡ cái cùng sau kìa. Vâng. Thế là ông bỏ đi. Thế là con làm lại lại cái sửa. Cái cửa này. Cái cửa vẫn nguyên như thế. Cửa này đẹp thế. Vâng. Cái gạch vẫn còn nguyên như thế này. Vâng. Nền bóng còn nguyên như thế.
cái nhà thờ này rất là đẹp, phải nói là rất là đẹp, nó giống như một cái đình nhỏ ở của một cái làng xã nào đấy. Thế còn lại cái thơ rồi bây giờ để em sẽ xuất hồn để em tả cái vị trí cái nền nhà ngày xưa nhá. Được con chó mất rất là sợ luôn. Nhưng mà nó vẫn nhìn được thấy sao? Không muốn bên thảo chắc là cái cây mít này có lâu chưa? Cái nhãn này lâu. À, cái nhãn này có lâu chưa? Lâu là bao nhiêu lâu ạ? Nó phải hơn 100 năm rồi. Cũng đẳng như thế. Đây là còn cái cây gì? Cái đây còn cái cây gì nữa này? Cũng là cây nhãn. 100 năm, hơn 100 năm. Phải 200 năm đấy. Vâng. Ba cái mít đây. Ba cái cây còn có ba cây to người ta đến người ta lập di sản đấy thầy ạ. Nhưng mà bảo thôi gia đình là không muốn nhà nước vào cuộc. Tự chăm thôi. Cái nhà năm gian ngày xưa, cái gian chính của nó phải ở chỗ này. Đây này, chỗ này này. Gian chính ở đây này, đi vào. Dạ. Vâng. Thế thì chỗ cầu thang thầy ạ. Bây giờ là cầu thang mới nhỉ? Chưa, thầy nó có một cái gian ở đây thôi. Đến đây là hết. Đấy là đời anh. Đến anh biết. Anh biết là đến đây nó chạy dài thích đằng kia cơ. Ở đây thì nó có một cái gian thờ ở đây. Ở đây có một cái gian thờ. Cái đấy con không biết. Vâng. Cái này em nhìn là cái nhìn gian chính giữa gian thờ đây nhỉ. Có một cái gian thờ ở chỗ này. Đất này là đến chỗ này là hết rồi. Đằng sau vườn thì con vẫn còn. Trước kia là rộng hết kia trong bán người ta đấy. Bán này tích bên đây. Trước cụ Chánh Tổng là đất hết toàn bộ khu này. Vâng, Chánh Tổng thì kinh khủng. Cái tay đâu? Tay thì để đây. Đây. Cái cây nhãn này rất có vấn đề đây. Vâng. Ngày xưa có một cái chị đây này, cái chị to lắm ở chỗ góc kia. Đây là có một cụ đến xin, cụ xin cái chị nó to bằng đây này. Vâng. Thế cụ đẩn cái chị đi là cụ về cụ ốm vậy là 6 tháng liền. Cụ hãi. Theo cụ ở đây là nhìn thấy một cái áo trắng đừng cái áo trắng nó từ cái gì? Cây khác bay về cây này. Bay cây này. Thì ra nó ở cây này. Cây này có vấn đề. À đấy thì là bảo bay từ cây thị về cây này. Khi cây thị bị chặt đi. Cái gốc này to thế nhỉ? Vâng, nó phải 200 năm rồi thầy ạ. Đúng rồi, gốc này rồi. Kia anh nuôi cái chuồng nuôi trước gì? Trước là định nuôi con chim gáy ở đấy thầy ạ. Hai chỗ. Và thì cái hướng cây thị đây này, anh nhìn vào cái hướng cái que này. Hướng kia thì đây là khu đấy, khu góc kia. Đúng ạ, đây là anh nhìn cái hướng cái que này. À. Nó đúng hướng đấy không ạ? Chỗ đấy lại mạnh hơn này này. Ngày xưa là cái chỗ của Nguyễn Thị. Thế là cô bảo là đây thôi được rồi, ra đây để em chỉ, Ông có ra được không? Cái là ra được ạ. Thế đi vòng nước kia tốt hơn. Hey, đứng bước qua đây nó khu củ. Đây là những cái cây mà của nhà, những cái nhà khá giả ngày xưa. Họ mới không chặt đi mà. Vâng, mới để nguyên như này. Đây có ba cây kia đại thật đấy. Cây củ như nhà khoáng. Em sẽ chỉ đúng vị trí gốc thị cho anh. Cây thị đó. Nó ở đây. À đây. Vâng. Nó ở đây. Thật ra là đời con không biết nhưng mà các bà kể lại. Cụ bảo hôm ấy là đánh xong thì là chưa mang gỗ về. Chứ ngày xưa không là đêm hôm đấy cụ nhìn thấy cái bóng áo trắng bay từ cây thị về cây nhãn kia. Đây. Đấy. Em giải thích này. Thần nữ ở đây là thần giữ của. Là thần giữ của. Đất này có của gia tiên để lại. Của gia tiên để lại. Vị trí đây này. Đây.
và nó sâu tầm khoảng 1,5 mét. Ở chỗ đấy. Mét rưỡi. Vâng. Ở chỗ này. Và ở cây nhãn kia cũng có vấn đề. Tại vì ở đây nó sẽ đu cành, tức là nó nhảy từ cành nọ sang cành kia, cành nọ sang cành kia. Cụ bà là cụ vợ cụ Chánh Tổng, nghĩa là cụ là đồng bóng, cụ hay đi hầu đồng và chính cụ mới nhìn thấy. Đấy, cụ mới nhìn thấy, cụ bảo là khi mà ông về thì là tối hôm ấy là con nhìn thấy là bóng áo trắng bay từ cây thị, gốc cây thị về cây nhãn kia. Thế và sau đó là 6 tháng cụ ốm chân chuồng, cụ nằm ở trong nhà. Ông ốm, ông ốm không dậy được. Và giờ cứ nói chồng thị đâu hãi. Chồng chị đang vãi. Cây thị, thực ra ngày xưa cái quan điểm mà em giải thích như này, nôm na như này này, ngày xưa quan điểm cái người ta nói cây thị, cây đa là thường nó có thần, thì thực chất là như này, sâu xa hơn nó là như này, đó là những cái cây người ta trồng để đánh dấu những cái chỗ người ta chôn giấu đồ. Đấy, tại vì những cái cây đấy nó có tính chất lâu năm là một, nó cũng mọc nhanh là hai, cho nên những cái cây đấy nó hay ở dưới đấy là bao giờ nó có cái thần nó bị chôn ở dưới đấy, cho nên cái cây đấy là cái, những cái cây đấy là những cái cây nó rất là linh thiêng. Vâng, cái thầy ơi, con xin hỏi thầy một tí là ngày trước là con có đi xem ở một cái nhà ông ấy gọi là độ bóng ông Hoàng Mười. Và bà con nói rằng là trong đất nhà con thì có 4 cái hũ tiền, nhưng mà không phải là tiền vàng mà chỉ là tiền kẽm thôi. Thực ra thì hôm nay là con cũng muốn là anh chị ở trên Hà Nội gọi là cùng về để cùng nghe. Thế nhưng mà bởi vì là thầy sáng nay thầy bảo thì bác trai lại ốm lắm, anh trai của chồng con ốm lắm và bác ấy phải chăm, bác không về được. Thì cũng mong là thầy nhìn cho con, thực ra cũng muốn là thầy nhìn cho khẳng định đấy. Lại cái điều đấy chứ ạ. Vâng, đấy, khẳng định cho con ạ. Chứ không thì sau này thì là hai bác không có nhà. Thì cũng nói luôn ạ. Vâng. Tại vì thực ra như thế này, cũng hiểu cái ý của chị và gia đình nhà chị muốn mọi thứ nó minh bạch. Vâng. Minh bạch thì thực ra đây nói luôn với gia đình như này, ở đây ở chỗ gốc thị nó có một cái chu. Một cái chu. Ở cái này có lẽ thì nói ở đây có sợ hàng xóm, ở đây bên này là anh em gì cũng anh em trong nhà gì ạ. Nó có một cái chu và chu này nó là chu của, không phải là tiền. Không phải là tiền. Không phải là tiền xu. À. Thế có một lần thầy ạ, cái hôm mà con nhắn tin cho thầy khi thầy trả lời thầy nhận đấy. Vâng. Thì đêm hôm đấy là con nằm mơ là nói là vàng là thỏi như thế này. Vâng. Con nhìn rõ. Vâng. Và lại bọc ở trong một cái lớp mà nó là như kiểu sáp trắng ấy. Vâng. Xong đút ở trong gỗ. Đút ở trong gỗ, không biết là chân ghế hay chân bàn gì đó, nói với con thế. Vâng. Và mà không phải là nói mà là tự có người cứ như thế thôi, con nhìn thấy như thế. Thế sau đó làm sao mà hai vợ chồng cậy cục làm sao thì cái thỏi vàng bằng này nó lại bắn xuống một cái ao mà lại con nhìn không biết nó là cái ao nào, con không biết. Nói tóm lại là nói như thế. Thế hôm nay con mới vào nhà thờ, con mấy anh nhà con vào nhà thờ với xem. Thì là cũng thấy cái xà nhà mình nó cũng có vấn đề. Cái xà này xà cũ xà mới? Xà cũ ạ. Đấy, thế nên con mới bảo được rồi, bây giờ như này. Ở đây là chắc là chum đó. Là chum rồi. Bây giờ đi vào trong nhà. Vâng. Đấy. Thì cũng rất muốn là thầy minh bạch, thầy giúp cho con một chút. Cộng thêm nữa là anh em thì rất là khổ thầy ạ. Rất vất vả, và ở nhà đất này ông bà từ phụ trở đi. Riêng đối với nhà con là vừa rồi thực sự là con rất áy náy, tí nữa con sẽ nói chuyện với thầy. Vâng. Rất là áy náy nên là chúng con với thầy mời thầy đấy. Đâu ạ, cái xà đâu ạ? Cái chuông này có từ bao giờ đấy? Con mua. Vâng. Nên như cái này là cái cổ này. Vâng. Như cái chát ở đây sau này. Cái chát của ngày xưa thì. Vâng. Cái chát của Tổng ngày xưa đấy. Còn cái này thì con làm mới. Cái tám con làm mới hết. Vâng. Đấy, cái bát hương cũ ở giữa này là cũ rồi. Trong này còn mấy cái chát nữa. Vâng. Cái trong hòm này. Tức là những cái chát đựng giấy tờ ngày xưa đấy. Của cụ ngày xưa đấy. Con giữ lại trong kỷ niệm. Rồi. Thầy xem chỗ này có vấn đề gì không? Đâu ạ? Đây những cái chỗ đoạn nối của cái xà. Đây quả nối đây, không phải là hình. Hai bên đều có kết nối. Đâu, để từ từ. Thầy đứng cái ghế này nhìn. Vâng, tại vì nó hơi tối. Đấy, chỗ đấy ạ. Khi con rửa cái xà, con đi thấy. Chỗ này ạ? Vâng. Con xem tất cả clip. Ở chỗ này cũng là sao? Bên kia cũng nối như thế. Đây không phải nối đâu, có nối rồi. Có ạ. Đây là ở dưới thôi chứ. Ở mặt dưới. Ở dưới thôi chứ. Ở mặt dưới. Gõ là không chắc không có vấn đề đấy chị ạ.
nối như nhau. Ô, được chưa này, không biết tại sao nối như nhau, chắc là do đường ống hỏng người ta nối thành. Không, từ từ. Đó, cả hai đều nối như thế. Vệt, nó phải có vệt, có vệt, có vệt. Có vệt thì đâu ạ? Đây cũng có đoạn này. Bên này thì xì như bên đấy bằng khoảng tầm 20 phân. Vậy nói với anh chị để anh chị nắm được nguyên này. Bộ này bộ hành xuyên, bộ bên này ạ. Con mới mua, mua bên hành xuyên. Nhưng cái mà cái trường hợp, tại vì thực ra ngày xưa địa chủ thì người ta rất là nhiều của cải người ta giấu. Vì vàng ngày xưa nó nhiều lắm, nó không như bây giờ. Vàng với lại nó giá trị quy đổi của nó rẻ lắm. Cho nên những nhà địa chủ mà quy nó có nhiều thóc thì quy đổi nó được nhiều vàng lắm. Nhiều vàng lắm. Thì người ta giấu ấy, thì ở trong các trạng thái như này. Thứ nhất là cái các cái chân cột ở từ bên trong gian thờ đi ra, hoặc là chân cột bên phải hoặc chân cột bên trái. Đấy là trường thứ nhất. Trường thứ hai, người ta hay giấu mình cái câu đầu. Câu đầu ở đây là như thế này này. Vì sao ở đây nó không có? Tại vì đây nó là chỉ là cái gian nhà thờ, chứ nó không phải là cái gian nhà chính năm gian. Cái chính là cái gian nhà năm gian đấy là anh ai đời nào bỏ đấy? Đời bố bỏ. Đời bố bỏ. Đời bố bỏ cho có bị và vấn đề gì không ạ? Ông như thế này này. Con thứ nhất ấy là đời ông, con là bằng ông ấy. Vâng. Thì là ông đang học trên trường bưởi. Vâng. Ông học trên trường bưởi trước ấy. Thế sau là ông bị loạn trí. Tự nhiên là điên đấy. Tự nhiên loạn trí. Về nhà một thời gian. Tức là ông đấy là con của cụ. Cụ là Chánh Đồng. Con của cụ Chánh Đồng. Chính xác. Chính đồng. Đấy. Rồi rồi. Thế sau là ông về. Ông về ông đẻ là mỗi bố con. Vâng. Thế sau là ông mất thì năm tầm 25, 26 tuổi bằng hình thức là tự vẫn. Tự vẫn. Vâng đấy. Bà đấy, đấy. Bà thì mất rất là trẻ. Tức là cái nhà không rồi rồi. Bây giờ tại vì như này. Bây giờ mình phải biết là đây là nó là thần rồi. Những cái gì xảy ra ở trong nhà này chắc chắn đây là thần giữ của nó gây ra rồi. Nhưng bây giờ là như này này, để cho nó tránh những cái sốc. Tại vì ở gốc cây thị kia thì là chắc chắn rồi. Và gốc cây nhãn kia là chắc chắn rồi. Vừa nãy thầy bảo là cái chỗ kia là gian nhà chính, giờ gầm cầu thang thì con nó ù lên, nó vỡ gạch. Ôi giời, nó đấy. Vỡ gạch, nó vỡ hết gạch ra đấy. Nó đùng lên gì? Đúng rồi, thầy chỉ đấy. Vỡ gạch men đi. Đứt hết gạch men ra. Thế thì đấy là đúng rồi, đấy là đúng rồi, chắc chắn. Gầm cầu thang. Vâng. Gầm cầu thang thì con đấy là cái chỗ mà nó sẽ là cái chân cột ngày xưa, sẽ là chân cột ngày xưa. Và thì bây giờ thì lát nó sẽ vào trong đấy để kiểm tra tiếp anh nhá. Thế còn bây giờ này em giải thích như này này, vì sao người ta ở đây không giấu mà vào ngày xưa đang nói chuyện về vấn đề địa chủ người ta xấu giấu như thế nào, thì những cái thanh cột như thế này nó rất khó che khuyết điểm, cho nên người ta không giấu vào đây. Người ta giấu vào những hai cái câu đầu nó có khắc chữ đỡ, hai câu này này thì là như này, tại vì thứ nhất hai cái thanh nó to, hai cái thanh nó rất là to, và thứ hai nó có khắc nhiều chữ và nhiều cái đường, cái g, thì khi người ta giấu người ta sẽ khoét người ta nhét vào, sau đó người ta lại lắp lại thì như thế là gọi là ngụy trang được, cho nên ở các cái thanh này là không có đấy, anh chị hiểu không ạ? Và bây giờ sang cái chỗ cái gầm cầu thang một chút nữa, sau đó vài về đây là em bắt một cái là xong thôi. Thế bây giờ mình phải xác minh cụ thể mọi thứ. Đấy, gầm cầu thang lúc thầy bảo một cái là con bảo 100% là gầm cầu thang. Rồi rồi đúng rồi. Rồi đây là em đứng đi xem. Chuẩn. Ôi rồi. Ôi. Đong đưa này. Ồ. Đong đưa rồi. Đong đưa rồi. Anh thử xem cái điện thoại của anh, ở trong này sóng nó có kém không? Sóng điện thoại có bị kém không? Sóng thì vẫn nghe được. Vẫn nghe được chứ ạ? Vẫn nghe được ạ. Đong đưa rồi. Nhà con là trước có một cái hòn đá. Hòn đá nó màu vàng vàng, mà lâu nay là nó chìm đi đâu mất ấy. Vâng, nó rất là nặng, nó bằng này. Mà trước thì nó ở cái nhà trước, đằng sau cái nhà trước đấy mà anh kể đấy, năm gian đấy, chứ không ở đằng trước. Nhưng đến bây giờ thì chẳng thấy nó đâu nữa, nó lặn đi đâu mất rồi. Rồi rồi, thế thần nó giấu đi rồi. Nhãn nhụi. Vâng. Vàng và nặng vô cùng luôn. Ồ, đong đưa này. Ồ, ở đây có cái... Để xem ở đây chôn
một cái lư nhỏ nhỏ như này, à. Cái lư bằng đồng, à. Và đồng này ui, nó là hết cả người đi rồi đấy. Vâng ạ, đồng này là cái đồng phóng xạ, à. Đồng này là đồng phóng xạ, đồng quý đấy. Cho nên nó gạch nó mới bị bung lên như thế này, nó phải có lý do chứ không phải tự nhiên nó bung lên như này đâu. Con ở đây thì không có lý do gì là núi thủ ở đây. Vâng. Mà tại sao lại bung hết lên? Bung lên, nó bung lên. Đây là cái nghĩa thứ hai là cây để nó tốt cho cái cây bản thảo. Vâng. Khí nó kém. Vâng ạ. Cây để ở đây ấy là nó cứ xuống xí. Không phải. Tức là như thế này này, đây nó là đồng phóng xạ chứ không phải là cái vật phóng xạ. Vật phóng xạ thì không thể sống ở đây được, tại vì sẽ bị chết người hết. Thì đây là đồng phóng xạ thì mức độ phóng xạ của nó yếu. Thì những cái ví dụ như cái cây như này nó thể hiện rất rõ là như này này, nó khắc mà nó khắc thì nó sẽ làm hạn chế sự sinh trưởng, làm hạn chế sự sinh trưởng. Năm bảy cành vào đây nó cứ xấu xí chứ trên nhà thờ tuyệt. Và có một cái điều nữa như thế này chị này, cái chị có nói đến một cái vong nam to cao đen xì mà tóc xoăn. Đúng rồi, nó trùm kín lên vai. Đây thì nó chính là cái thần nó canh giữ cái trắng này. Con này nó không cho đi. Nó canh giữ cái vật ở đây, à. Nó canh giữ cái vật ở đây. Đấy, tất cả đều có lý do của nó hết. Mà không hiểu thế nhá. Cứ bao giờ anh con đi Hà Nội, ý như khác phải nhắc nó ốm đi cấp cứu. Nha. Vâng. Rồi, thôi được rồi, bây giờ thì tất cả mọi thứ đã rõ ràng rồi, bây giờ chỉ ra xử lý thôi. Đấy, như thế để cho gia đình biết nhá. Thôi nói cái luôn chiều sâu đây. Thôi hòn đá kệ nó đi ạ. Tại vì đấy là tăng nó giấu đi thì kệ thôi. Khi nào đến thời điểm thì nó lại tự nổi lên thôi. Thế bây giờ đo chiều sâu ở đây để cho gia đình biết nhé. Tại vì anh chị còn có những người anh em nữa thì phải biết được cái gì đang diễn ra trên đất. Này sâu tầm 2 mét rưỡi. Tầm 2 mét rưỡi. Chưa đào nó có bên dưới. Thế thì chưa đào đến. Bởi vì cây con làm nhà là chỉ đổ vào thôi. Không đào đến nó. 2 mét rưỡi. Đây cũng là may là tại vì nó là chất phóng xạ nhưng nó không phải là mạnh. Vâng. Chi mạnh thì không ở được. Vất vả lắm, phải ở đây này, trên giường phải kê xuống đây cho anh chồng mà bây giờ bác bị đột quỵ đấy, thỉnh thoảng bác về bác nằm ở đây này. Trên nhà con cũng chẳng nằm ở đây đâu, nhưng mà cứ phải kê xuống đây, ví dụ bác mà muốn về. Công kia việc nào bác về. Xin về. Thôi cái đấy không vấn đề gì đâu. Chung này không. Lúc nãy là nhìn rồi không vấn đề gì. Vâng. Rồi thôi được rồi, bây giờ sang xử lý cái thần này đi là xong. Để cái cây nhãn này nhìn nó lạ thế nhỉ, cái cành của nó mọc nó rất là khác thường. Những cái nhãn này nó nhìn nó rất là khác thường. Nói tóm lại là nói đến một cái là con cứ hay lạnh sống lưng. Rất hay lạnh sống lưng. Cái nhãn này rất đặc biệt. Vâng, nhìn nó ra tướng nó rất là lạ, cái dáng nó rất là lạ. Đây như những cái cây nhãn bình thường thì nó như này. Đây này, nó không nhiều cành đâm xiên đâm ngang rồi nó cứ nó trái nó lạ. Vâng ạ. Cái này nhìn nó hơi lạ. Hoành cành ngang. Vâng vâng, đây này. Đây này cũng là một cái cây nhãn cổ nhưng mà cái dáng của nó như này. Bạn này trông hiền lành. Vâng. Cây này rất hiền lành. Vâng. Cái cây này ông bà nhà con và kể cả là ông nội bà nội, mọi người đều là bố chồng là năm mấy ông. Ông bây giờ xuất phát đây là bây giờ nói lại cho chị nắm được là như này, xuất phát điểm là từ đời cái cụ làm trấn tổng và cụ có mang những cái, tức là có của là một, có những cái đồ có giá trị thì nó có hai trạng thái, một là chôn theo người để canh giữ thì nó ở cái góc cái thị kia là có, còn cái vật ở chỗ cầu thang thì đấy là cái vật nó hay gọi là đồ thiên, những cái gì nó có cái tính chất khác thường thì nó gọi là đồ thiên, thì bao giờ cũng có thiên tướng nó canh giữ. Vậy cho nên là những cái trạng thái nó xuất phát, nó bắt đầu từ đời con của cụ trở đi, bắt đầu từ đời ông của anh trở đi, ông nội. Vâng ạ, là bắt đầu mọi thứ là từ đấy trở đi. Đã lộn hết. Vâng. Rồi được rồi, bây giờ thì em sẽ bắt cái thần đi và sau đó kiểm tra lại tổng thể cho gia đình nhé. Phải đọc tên cái thần tướng này ra, cái thần tướng này nó lại là Việt Nam hay gì? Trần. Lệnh cho Trần, cho thần tướng Trần Hữu Bình hồi thiên, lệnh cho thiên tướng giáng Trần để canh giữ đồ thiên, lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 tiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt bằng được hai con trinh nữ lên thiên đợi xét xử.
Trần gì nhỉ? Trần Hữu Bình. Trần Trần gì nhỉ? Hữu Bình. Trần Hữu Bình, tại vì phải lên thiên để lấy tên. Cho nên xong cái này anh không không nhớ đâu. Bây giờ kiểm tra lệnh cái sau đó rồi anh chị muốn hỏi gì thì hỏi. Trần gì Bình, đây này, đây là chỗ gọi tên chưa chính xác này. Trần Huy Bình, lệnh cho thần tướng Trần Huy Bình hồi thiên, lệnh cho thiên tướng giáng Trần để canh giữ đồ thiên. Trần Huy Bình. Trần Huy Bình. Chưa đúng tên này. Gì Bích, cây này là đại diện cho thần tướng, chưa đúng tên của nó. Đây nó là cái vật này, nó lại thực ra nó như thế này, này. Thôi được rồi, tôi cũng không muốn nói quá sâu về cái vật đấy. Cái vật đấy thì anh chị cứ để kệ nó nhé. Khi nào đất nó đùn lên cao thì đấy là cái lúc mà ra tiền cho gia đình. Còn lại cái đấy cứ để kệ nó. Lệnh cho thần tướng Trần Huy Đình, Trần Huy Đình hồi thiên, lệnh cho thiên tướng giáng Trần để canh giữ đồ thiên. Trần Huy Đình. Trần Huy Đình. Vì thưa các bạn, lên thiên để tôi lấy danh sách thì các cái chữ nó cứ chạy, nó cứ chạy. Khi nào chữ nào dừng đấy, cái thì là tôi biết đấy là cái danh sách mà cái người đang ở đây, cái thần đang ở đây. Nhưng nó cứ chạy chạy này, nhiều khi tôi nhìn nó lại không không kỹ là nó sẽ bị sai một cái chữ nào đấy, nó thành đánh vần sai. Đúng rồi. Vâng, phải gọi đúng tên mới lên. Rồi, được rồi, bây giờ thì anh chị muốn hỏi cái gì? Là thứ nhất đấy, nó đất khác lên đã sạch rồi, không cần. Vâng. Con có 9 ngôi mộ của các cụ. Bây giờ chứ không có, nhưng không, mà như thế này đi, phải đi. Nói thế này thầy ạ, nhà con là trước kia là ông bà mất rất là sớm, các cụ mất rất là sớm, xong anh em thì phiêu bạt ly tán. Vâng. Phải đến hơn 10 năm nay. Vâng. Gần 20 năm nay vợ chồng con mới về đây. Vâng. Thế nên là khi mà đi hết xong rồi đói kém thì mọi người chỉ mải làm ăn thôi. Vâng. Thế là mồ mả của gia đình họ đào lên, họ tưởng mộ nhà họ, họ đào lên họ để chuyển đi chỗ khác. Ừ. Thế là đến lúc mà mấy chú ở trong họ này mới thấy ô thôi chết, họ đào mộ nhà mình ra thì họ đào rồi. Vâng. Thế bây giờ là con muốn thầy là thầy nhìn cho con xem, vậy thì còn 9 ngôi nhà con ở đấy không? Liệu là các cụ còn ở đấy hay không? 9 ngôi, chỉ sợ là người ta tức đào là quy tụ à? Đấy, họ quy vào. Để anh kể, tức là cái thời kỳ mà hợp tác xã người ta chuyển đổi thì những ngôi mộ ấy để linh tinh. Vâng. Cái đời bố con ấy. Vâng. Là làm những quy tập. Vâng. Ở 9 ngôi này thì để thành một dãy này này. Có lắp bia không? Không lắm, để một dãy thế này. Vâng, vâng. Để một dãy này thì từng cụ mà nó nhớ. Vâng. Ở đấy có những cụ gì mà nhớ. 9 ngôi là từng cụ là con nhớ. Là nhớ là vị trí, nhớ vị trí. Nhớ, tức là 9 ngôi đấy nhớ, và thường xuyên Tết Tư là vâng. Anh em gia tộc ở đây là vẫn đi để mà nhận mộ rồi thắp hương khói, vệ sinh mộ mít các cụ. Vâng, vâng. Thế sau một thời gian thì cái ông ở trong làng nhỉ, có một chú ở đây, sao chú ra chú phát hiện là ông đào nhầm. Vâng. Ông đào nhầm thì ông bảo làm sao mà đào cái dãy ngôi mộ này ngày xưa cha ông ta làm sao làm gì có trong quan ngoài cách. Vâng. Mà tại sao đây có những ngôi mộ nó lại quan quanh cái kiểu thế này. Đấy. Thì ông nghĩ là không phải là mộ nhà mình, nhưng ông không nói năng gì, ông cứ thế là ông quay vào ông ở một chỗ. Thế sau khi mà phát hiện ra thế thì vào bảo ông như thế thì ông bắt đầu nú ông mới nhận. Thì ông nhận nếu mà thôi đi trả gia đình, thế gia đình con là gọi là thôi tình cảm tình làng nghĩa xóm không bắt đền với cả thôi, cái tiền vật liệu thì ông xây cũng đơn giản mà xây quê trong anh thôi, thì trả cho ông một chút số tiền vật liệu để cho nó giữ hòa khí. Vâng. Thế còn và ông đi ông tìm chỗ khác nhà ông ấy. Thế còn nhà con như thế, bây giờ đặt ra vấn đề đặt ra là không biết là ông bảo đủ như vậy, có đủ không, có đủ 9 ngôi không, đấy là ý thứ nhất. Thế bây giờ thì 9 cái ngôi đấy là nó không có mộ à?
không có mô... ông xây quây vào rồi xây quây vào ông quây hết vào quây hết vào cho mình vào quây này xong để vào trong ông ấy lấy nhà con ông xây vào ông tức là ông xây cả quây chín cả chín ngô luôn ông ấy bảo ông quây chín à. Nhưng bây giờ là không biết có chín không vì tay ông ấy làm một là không biết có đủ chín hay không là một ông ấy biết ông ấy nhầm đến hai là ý định của con đang muốn tìm cách là chuyển chín ngô ấy về gần về cái khu nghĩa địa ở chỗ này gần đây là có chuyển được không? Cái này thì phải nói với anh chị nhé. Về vấn đề mộ thì chắc phải hẹn anh chị một cái ngày nào đó trong năm. Tại vì kiểu gì Tết em cũng về mà. Tết về quê Tết thì em sẽ vòng vào và ra vào buổi tối. Thì em giúp nó mới có hiệu quả. Tại vì lúc đấy khi mà em ra cái em xuất hồn thì các cái quan thần linh nó sẽ lên. Lên để cho em thông tin. Thì lúc đấy nó mới chuẩn được. Chứ bây giờ ban ngày giờ ra là không chuẩn được đâu. Thì cái này thì em nhận lời giúp vào cuối năm. Vâng. Thế thì thứ nhất là thầy cùng quê thế mình. Vâng. Thứ hai là thầy bố trí làm sao có một cái thời gian nó phù hợp cả công việc của thầy và vâng. công việc của gia đình. Vâng. Thì bây giờ có điện thoại Zalo đấy nên là vào mọi cái thủ tục như nào thì thầy cũng thông báo cho gia đình con biết đấy là vâng. ý vâng, vâng, đấy, để tạo ra một cái không khí làm việc vâng, cho vâng. nó hiệu quả vâng, và vâng, nó vâng, tiện vâng. lợi mọi đường đấy là ý thứ hai. Vâng. Một điều ý thứ ba nhà con như này riêng vợ chồng con đến thời điểm này vâng. và hai đứa con thì không vấn đề gì cả vâng. các cháu chăm ngoan học giỏi học vâng. rất giỏi vâng. và một thằng nó trên Hà Nội rồi vâng. nó sống ở trên đấy vâng. thế còn một đứa thì đang học ở với con sau này cũng lên Hà Nội vâng. nhưng anh em con ấy thì kinh khủng lắm vì anh trai con lẽ là ông ấy là trưởng thì ông phải ở đất này rồi. Thế bây giờ cũng giải thích luôn tắt lời anh giải thích luôn tại vì mọi thứ nó đều có lý do của nó thì lý do ở đây nó là do cái tâm linh nó tác động nó gây khuấy đảo xáo trộn về cái sự đoàn kết trong anh em thì nó xuất phát từ đây vì sao nó lại tác động như thế vì cái thần những cái thần ở đây khi đến thời điểm nó cần phải lên thì nó sẽ tác động đến các thành viên trong cái đất này phải đấy nó phải tác động để rồi gia đình mới tìm đến tâm linh và mục đích của chúng nó là siêu thoát. Vậy thì sau cái ngày hôm nay mọi thứ nó sẽ dần về quỹ đạo rồi. Đấy, anh chị có hiểu không ạ? Chứ nó đấy là chính là lý do, đấy chính là lý do. Nó phải tạo ra cái sự khuấy đảo. Người nó đã lấy rồi. Bây giờ sự tác động nó sẽ tạo ra sự khuấy đảo. Thế còn nữa trao đổi thầy con thì nhà con ấy thì rất tin là có tâm linh. Vâng. Tin là có thần có Phật. Vâng. Và tin là có nhân quả vì con là giáo dục. Vâng. Chứ còn trong bộ đội tự nhiên con đùn đùn con bỏ về con học sĩ quan vâng, vâng, vâng. là về cái đất này để con trông coi cái đất này vâng. thế thì con đã đi xem rất nhiều nơi thì họ bảo cái đất này là có vong vong thần thì vong thần nhé vâng, vâng. thế họ nói thế vâng. và họ thấy phán là nhà này phải rất tốt lễ như thế nào đúng đó rồi, thì không sống được ở trên đất này thì vâng. nhà con không gì vâng, vâng, vâng. với yên tâm đấy chứ không đơn giản đâu chứ vợ chồng con này rất là quan tâm. Vâng. Thứ hai là rất trách nhiệm cho nên họ bảo nhà này phải tốt lễ như nào mới không bị. Vâng, chứ vâng. còn anh em có bị tiệt. Rồi. Tức là cái đất này là một cái đất nặng. Người ta gọi là cái đất gọi là nghịch. Nghịch từ ngày xưa đến giờ. Vâng. Và hôm nay thì đã tháo gỡ hết tất cả mọi thứ. Thì mọi thứ nó trở lại trạng thái bình thường của nó và đi đúng quỹ đạo. Người nào tốt, mệnh nào tốt, người nào xấu, mệnh nào xấu, nó sẽ đi đúng. Còn từ trước đến giờ, nó toàn có những cái khách quan nó tác động vào để gây gián đoạn cuộc sống hoặc là đứt lìa cuộc sống. Đấy là do tâm linh. Anh hiểu không ạ? Vâng. Rồi, thế thì bây giờ có lẽ như thế này. Bây giờ thì sẽ xin phép anh chị và hẹn anh chị vào một ngày ngoài 23. Ngoài 23. Vợ con muốn hỏi cho con trai con một tí con gái con trai con là sang năm cháu nó ra trường vâng. Thôi được rồi thì cái này thì xin phép là cắt clip các bạn vừa trải nghiệm tâm linh hiện hữu là như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.